Xin chào mọi người, hiện tại tôi đang ở Wonderland Hải Phòng, tức là cách trung tâm của Hải Phòng khoảng 10 km, một khuôn viên rất là rộng rãi và có nhiều view cảnh đẹp cho mọi người tha hồ selfie, tha hồ check in, tha hồ sống ảo. Giá cả ở đây cũng rất là hấp dẫn phải chăng, không đắt đỏ gì lắm, đồ ăn mọi người có thể tự túc mang đến. Và họ cũng không yêu cầu hay bắt ép gì mọi người phải ăn uống ở đây. Mọi người hoàn toàn tự túc mang đến. Nơi đây hứa hẹn sẽ cho mọi người một khung hình, những khung hình sống ảo rất là chất lượng. Con lái đi. Đây con xe ô tô cổ, không biết người ta kiếm đâu. Còn bọn trẻ kia chơi xa tít kia. Chỗ khu đấy có gì? Hồ sen. Hồ sen đây à? Hồ sen, khu hoa. Giờ đây bắt cào cào được ấy nhỉ? Nhiều cào cào phết. À, đi ra đây được cơ. Hồ sen, đây nắm hồ sen nhỉ. Đây đứng xa xa ra. Chỗ phía đằng bên đằng kia, bên đằng đông kia là mình chưa khám phá. Còn phía bên này nó nằm ngay sau vị trí nhà cánh diều luôn. Đây một đầm sen rất là rộng lớn, sen trắng sen đỏ, nghiêm cấm vặt lá sen hoa sen, cố tình vặt phạt 5 triệu. Đây sen này cũng sắp tàn. Khu vực cầu sen. Sen đâu hết rồi. Tha hồ luôn. Đây có những bông sen mọc trên bờ này. Quả gì đấy? Đâu cũng thấy rác nhựa, rác thải nhựa. Mọi người ăn uống bùi quá. Đấy, sen mọc luôn trên bờ nhé. Kìa ngó sen luôn. Đây là tổ chuột à. Tổ chuột nó đào. Úp sen.